Thời gian qua, phong trào hiến đất, đóng góp công sức, mở rộng đường giao thông nông thôn đã tạo nhiều chuyển biến trong việc đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương trên địa bàn huyện Tam Dương. Tuy nhiên, tại xã Hướng Đạo, việc thực hiện tiêu chí giao thông đang gặp nhiều khó khăn. Sau hơn 4 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Hướng Đạo mới đạt 7 trên 19 tiêu chí. Trong đó, tiêu chí giao thông đang gặp khó khăn. Để thực hiện được các tiêu chí còn lại trong những năm tiếp theo, Đảng bộ và chính quyền địa phương đã tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng, đóng góp bằng nhiều hình thức để đạt được cái kết quả cao nhất. Và Đảng bộ và nhân dân cũng đồng thời cũng được kiến nghị với cấp có thẩm quyền cấp trên tạo mọi điều kiện tốt nhất, hỗ trợ về kinh phí để xây dựng cơ sở hạ tầng như đường giao thông nông thôn, đường giao thông nội đồng và các công trình phúc lợi khác. Đến nay, đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng trên địa bàn toàn xã còn gần 50 km là đường đất chưa được cứng hóa. Do vậy, việc đi lại sinh hoạt của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Trong cái trục đường này thì gồm có hai thôn, thôn Dọc Nịch và thôn Khổng Sau là cũng đi qua cái đường này. Cho nên là đường thì rất khó đi. Về mùa mưa thì là không có cống rãnh gì, là nước tràn ngập bản đường, trôi xuống trên đường xuống là đồng. Thế rồi là thụt đi lại rất phức tạp, nhân dân là nhất là những ngày mùa như vụ chiêm hàng năm và vụ mùa hàng năm, nhân dân thu hoạch công tác vận chuyển đi lại là rất khó khăn, rất là muốn nhà nước có cái vốn đầu tư vào để làm cái con đường này. Để việc thực hiện được tiêu chí giao thông cũng như các tiêu chí còn lại trong xây dựng nông thôn mới, xã Hướng Đạo cần có sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước. Đồng thời, xã cần thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp công, góp của, thực hiện phương châm, nhà nước và nhân dân cùng làm, để Hướng Đạo sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra.